105S nha bà con ơi, em giao cho anh trai ở Tiền Giang giá 295 triệu nha. 105S hạ bồn cho anh trai thành hai người hướng không lớn nha, xích mới chầm chầm luôn. 295 triệu về Tiền Giang nè, đây chân cẳng nè bà con, xích mới kiều bạc 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 luôn nha. Băng tải bảo dưỡng sơ lại cho anh mình nè, zin 3 nút nha, xe này hàng zin 3 nút. Hai bên đùi em lên cho anh trai đạn đạn đôi luôn nha, hai bên đùi em lên cho anh trai đạn đuôi đạn đôi. Bồn bên em hạ đây bà con ơi, bảo dưỡng qua hết nè. Vết thùng này là chưa đá nước sơn luôn á nha, zin nó luôn á, thùng dầu có sơn lên nè, hay vỏ khoan có sơn lại, vết thùng nguyên bản nguyên zin của nó. Dừng chân kiểm tra sơn qua lại nha. Về Tiền Giang đây, giờ lên máy. Đây cái hàm đó nè bà con, hàm đây, cho hàm lên trước đây. Đây giờ đi quay sơ cái máy, cái đề máy lên nhúng nhúng vậy cái anh Trân. Ừ, 105 là đề là phải đạp cái cây cái cần đó cho bà con. Rồi bây giờ dừng chân lên nè, rồi xuống đây. Rồi nghiêng cái máy bên bên đây. Đó, cái này giá giao giá 295 thôi bà con ơi, 295 triệu nha. Bảo dưỡng nó hết toàn bộ nguyên con cho mình luôn ha. Xích này đi xích mới luôn, xích mới gầy cao ha, gầy trở lại thoải mái. Lên cái hàm. Ủa sóng nâng lên luôn rồi. Quay cái hàm lại ha, vết hàm còn được lắm mà con. Ở đây ha, anh chủ máy nè ha. Có chừng ấy cái kiến đó nha không? Đây là máy cái anh này. Hai là phòng máy luôn hả? Nẹt lên tôi nha. Đây kìa. Rồi cho gấp cái hàm lên. Nắp này thì làm cái nắp bít che lại chỗ hai chỗ này nha bà con. Tháo cái tem nó ra chứ ơi, tháo cái miếng giấy màu trắng đó, sơn cái mùi á, tháo tem pin. Rồi giờ lên cái hàm cẩu lên nha bà con ơi, 295 triệu thôi, giá mềm nha. Ngắt luôn hả? Nó bạc mới để treo luôn, mười mấy cái bạc không được hết luôn. Má ơi. Không gờ luôn phải không? Bạc mới treo, bạc bên chân nó mới hết. Anh Thoại đó là bạc bên chân nè, đóng mới hết cho bà con. Rồi lên cái hàm xong rồi nè. Đây mình dán tem mới luôn nè, nắp này sơn lại, nắp này có sơn lại chảnh nè, băng tải này có sơn nè. Số bơm giữ nguyên nha, số mở ra kiểm tra hai bên đùi lên đạn nè, lên đạn lớn nha. Về sát bên luôn qua cộng Mỹ Thuận là tới rồi. Nhông bọng này hai rồi, mấy cái đó tầm bọng nha. Ở lên máy đây này.
DC 105M. Vậy Tiền Giang giá 295. Rồi cảm ơn anh trai nhiều nha. Rồi bà con mình còn xe gì cứ liên hệ cho máy nông nghiệp Thủy Tiên nha bà con ơi.